Mở đầu video hôm nay là cảnh UV của lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine phát hiện và hủy diệt một chiếc xe tăng T-72B3 của Nga. Một tháp pháo tự động từ xa đang phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nó có thể hạ gục đối thủ ở khoảng cách 2 km. І вести вогонь на доволі великій відстані. На відстані 1,5-2,5 км. Увага! Постріл! Ця система є доволі точна. Її перевага – це те, що вона має хорошу оптику. Một đoàn xe Nga bị chúng pháo kích ở Kupiansk. Hỏa tiễn Ukraine lướt qua và tiêu diệt xe thiết giáp của Nga ở chiến trường miền Nam Ukraine. Và đây là video quay lại những người lính Ukraine ở trong căn cứ và đang điều khiển những chiếc UV tiêu diệt quân Nga. Họ trở nên hứng khởi sau khi tiêu diệt được mục tiêu. Đây là hệ thống phòng không Iris-T do Đức cung cấp cho Ukraine. Đây được xem như khắc tinh của hỏa tiễn và không quân Nga. FPV của lữ đoàn 42 Ukraine tấn công BMD-4 của Nga ở Berkivka, Yazhny hướng Bakhmut. Tổng tư lệnh Zaluzhny của quân đội Ukraine đã đăng một đoạn video về chuyến đi hướng tới Kupiansk và nói rằng lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng tấn công từ mọi hướng, nhưng tất nhiên lực lượng AFU vẫn đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Chỉ huy lữ đoàn 110 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết UV khởi một tác dụng rất lớn trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trong những ngày đầu tiên khi Nga tấn công Azivka, khẩu đội trinh sát và chỉ huy pháo binh đã ngăn chặn bước tiến của quân chiếm đóng ở phía bắc thành phố. UV truy lùng quân Nga ở khắp nơi giúp Ukraine chặn đứng các bước tiến của họ. Hỏa tiễn Nga tấn công đánh trúng khách sạn Park ở Kharkiv ngày 10 tháng 1. Nga thường khai triển tấn công hỏa tiễn và những khách sạn ở Ukraine vì đây là nơi trú ngụ của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Thông thường, mỗi cuộc tấn công như vậy đều đi kèm với những tổn thất nghiêm trọng. Các tình nguyện viên Ukraine đã mua một chiếc xe vận chuyển bánh xích Volvo BMW 202 cổ từ Thụy Điển để ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine. Công binh Ukraine phá hủy đầu đạn hỏa tiễn KS-32 chưa phát nổ. Canada cho biết họ sẽ cung cấp những chiếc xe thiết giáp này cho Ukraine với hai phiên bản Senator APC và Senator MRAP.
Hình ảnh này là nhà kho hậu cần của Ukraine ở Kharkiv bị hỏa tiễn Nga tập kích ngày 10 tháng 1. Ukraine triển khai pháo tự hành Archer tại Kharkiv. Hãng tin ABC News hôm 9 tháng 1 cho biết, số quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị thương nặng và đã tăng thêm 30%. Ông Sergei Rizenko, bác sĩ trưởng bệnh viện ở Dnepr thuộc tỉnh Dnepropetrovsk ở Ukraine cho biết, bệnh viện tiếp nhận từ 40 đến 100 quân nhân bị thương nặng mỗi ngày. Và mỗi ngày, các bác sĩ phải thực hiện từ 50 đến 100 ca phẫu thuật, hầu hết các hoạt động liên quan đến cắt cụt chi. Theo báo ABC News, ông Yuri Lutsenko, cựu tổng công tố Ukraine cho biết, đã có khoảng 30.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng, và tổng số thương vong của quân đội Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu cho đến nay là khoảng 500.000 người. Phía Nga thông báo, họ đã hoàn tất thử nghiệm bom lượn PBU-500U Drell và việc sản xuất hàng loạt các quả bom sẽ bắt đầu trong năm 2024. Video đăng trên mạng xã hội X ghi lại cảnh những người Ukraine đang sống tại Mỹ giơ biểu cảm cảm ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Một người phụ nữ đã giơ tấm bảng với thông điệp rằng Ukraine đang cứu vãn hàng ngàn sinh mạng, mang tự do đến những vùng đất bị xâm lược và con người, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, bảo vệ nền dân chủ. Với sự hỗ trợ vũ khí từ Mỹ, xin cảm ơn Hoa Kỳ. Đại diện của Phái đoàn Thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga ngừng hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và rút quân khỏi Ukraine. Có một thanh niên vì không muốn ra chiến trường nên đã chọn cách sơn cánh cửa căn hộ của mình giống màu bức tường để đánh lừa các sĩ quan tuyển quân. Tuy nhiên, kế hoạch của anh ta đã không thành công. Cuối video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem những người lính Ukraine đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thư giãn, một cách mà các chiến binh dùng để giải tỏa căng thẳng trước khi đối mặt với quân Nga.